Trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Bắc Hà đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh thực hiện tiêu chí về văn hóa, trọng tâm là hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa và các thiết chế văn hóa thôn bản phù hợp, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân tại địa bàn cơ sở. Trước đây, những buổi hội họp sinh hoạt của bà con nhân dân thôn Đội 3, xã Bản Liền đều phải tổ chức nhờ ở nhà dân. Vậy nhưng từ khi nhà văn hóa này hoàn thành, tạo điều kiện để người dân hội họp sinh hoạt văn hóa, văn nghệ thể thao. Để có được nhà văn hóa khang trang này là nhờ sự đầu tư của nhà nước cùng với sự tham gia đóng góp tích cực của nhân dân. Với cách làm như vậy, cả 7 thôn của xã Bản Liền đều đã hoàn thành tiêu chí văn hóa. Nhưng mà bây giờ là có nhà văn hóa thì không ngại gì nữa, xong thì có nhà văn hóa mình sinh hoạt thì nhất là dễ, nhất là cảm ơn nhà nước. Xây dựng nhà văn hóa ở thôn, nhà văn hóa là nhà văn hóa cộng đồng của thôn bản, là để bà con có phiên họp cũng như là để ngày hội đại đoàn kết, để bà con tụ tập bàn bạc để cùng nhau phát triển kinh tế cũng như là để cùng nhau xóa đói giảm nghèo. Tại huyện Bắc Hà, 100% thôn bản đã có nhà văn hóa. Tuy nhiên mới chỉ có 30 trên 158 nhà văn hóa đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới, đảm bảo khang trang, có sân chơi thể thao, hội trường được trang bị tăng âm, loa đài, bàn ghế đáp ứng được nhu cầu hội họp, sinh hoạt của nhân dân. Nhà văn hóa đấy thì xã cũng đã trong năm vừa qua đã thực hiện xây dựng mới 2 trên 6 nhà văn hóa thôn và cơ bản là khang trang với vốn đầu tư khoảng gần 1 tỷ đồng trên một nhà văn hóa. Chúng tôi kịp thời là rà soát các cái hệ thống nhà văn hóa để những cái thôn mà không có thì chúng tôi đề nghị cấp tỉnh, cấp huyện là hỗ trợ để xây dựng cùng với xã hội hóa của nhân dân để các cái thôn bản có nhà văn hóa. Cùng với nỗ lực trong huy động nguồn lực đầu tư hệ thống nhà văn hóa thôn bản, huyện Bắc Hà cũng chú trọng đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa gắn với việc gìn giữ, bảo tồn giá trị văn hóa địa phương, góp phần hoàn thành tiêu chí về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới.